Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Đức Khải, sinh năm 2000, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Trần Văn Hoàng, sinh năm 1991, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Khải và Hoàng đã lên mạng xã hội Facebook để đăng tin lên các hội nhóm tìm người có nhu cầu cầm cố xe ô tô. Qua Facebook, Khải liên hệ được với một bị hại ở tỉnh Quảng Ninh. Do bị hại có nhu cầu cầm cố, Khải và Hoàng đã hẹn gặp bị hại ở một quán nước ở thành phố Hà Nội. Sau khi bị hại giao xe cho Khải để nhận số tiền 80 triệu đồng, Khải đã mang chiếc xe bán với số tiền 140 triệu đồng. Khoảng một tuần sau, bị hại liên hệ với Hoàng để chuộc xe và tiếp tục cầm cố một xe ô tô khác. Hai đối tượng tiếp tục hẹn bị hại đến một quán nước ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm để giao dịch. Sau khi bị hại mang xe đến, Khải thuê một người tên Hải ở lại cùng bị hại rồi giả vờ mượn xe đi đón Hoàng. Hải sau đó cũng tìm cách bỏ trốn, để lại bị hại một mình. Sau đó, các đối tượng đã mang xe ô tô đi bán được 200 triệu đồng rồi chặn hết liên lạc. Không liên lạc được với Hoàng và Khải, bị hại đã đến Công an huyện Văn Lâm để trình báo. Quá trình điều tra, các điều tra viên đã gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo không để tên thật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lâm đã nhanh chóng làm rõ, triệu tập Hoàng và Khải lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.